Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với các thông tin thời tiết cập nhật. Ở Hà Nội và miền Bắc trong 2 ngày vừa qua thì đã có cảm giác se lạnh rồi. Vậy thì không biết trong ngày hôm nay thì cảm giác này có còn nữa không chị Minh Phương? Dạ vâng thưa chị, sáng nay do là vẫn có mưa ẩm thế nên là vẫn còn lành lạnh. Nhưng mà đến trưa chiều khi mà mưa tạnh rồi, nhiệt độ tăng dần lên thì sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa đâu chị ạ. Thưa quý vị, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn sang Lào Cai, Hòa Bình phổ biến trong khoảng từ 24 đến 27 độ C. Ở Trung Bộ, hôm nay thời tiết có sự khác biệt giữa các khu vực, trong khi phía Bắc của đèo Hải Vân nhiều mây, Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh sáng còn có mưa, nhiệt độ không quá 30 độ C, thì phía Nam từ Đà Nẵng trở vào Phan Thiết lại quang mây, nắng nhiều, trời nóng, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên cũng nắng cả ngày, có nơi nắng nóng, thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 34-35 độ C, riêng có Đà Lạt mát mẻ 27 độ C. Ở Nam Bộ hôm nay thì diện nắng nóng bao trùm gần như toàn bộ các tỉnh thành, chỉ duy nhất có Bạc Liêu là 34 độ C, còn lại đều từ 35 độ C trở lên. Đặc biệt một số nơi ở miền Đông Nam Bộ như là Đồng Phú, Long Khánh, Thủ Dầu Một còn lên tới 38-39 độ C. Cảm ơn chị Minh Phương với những thông tin vừa rồi.